Thank you.
Xin thưa thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe, Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Bài thương khó Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo thánh Luca. Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Chúa Giêsu Kitô đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cesare và còn tự xưng là Kitô vua. Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng: ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ Galilea đến đây. Phi-la-tô vừa nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herode, quan liền sai dạy người cho Herode cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herode thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Herode cùng các quan lính thì khinh rể và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Herode và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bây giờ, Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ: các người đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các người và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các người tố cáo. Cả vua Herode cũng thấy như vậy. Vì ta đã cử các người đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt rồi tha đi. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: hãy giết người này và tha Baraba cho chúng tôi. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục.
Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói: Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: Người này đã làm gì xấu và không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng khôn sinh nở và những vú không nuôi con. Bây giờ, người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các cò nóng rằng: Hãy che lấp chúng tôi đi, vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ khô sẽ ra sao. Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bây giờ Chúa Giê-xu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm và chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười ngạo nhạo người mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng xỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng đồng chịu một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp: Quả thật, ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Nói đoạn, người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan đã được Thiên Chúa rằng: Ông này quả thật là người công chính. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.
đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Okay, now remember last Sunday I asked you some questions and then you translate in Vietnamese, right? And now we are in this week. The English one we call the Holy Week. So we begin tonight. So what's in the Vietnamese side? Holy Week. A week we call Tuần. And want to try it? Yes. Remember, this is a ticket, $5 per ticket that you could win $15,000. Tuần thánh giỏi cho một tràng pháo tay. Okay, the church begin the Holy Week with the Palm Sunday. So today, remember you have that branches in your hands. Now, Palm Sunday, tiếng Việt, how we going to say it in Vietnamese? I saw her raise her hand first. Okay, yes. Dạ thưa cha, đó là lễ lá giỏi. Do we have another word for lễ lá? Yes or no? You have to be strong to say no! Okay, now, another question. In the story of the gospel, right? What character? We have so many. We have a pilot, we have Jesus, we have a theft, or. So which one really touched your heart? Okay, two of you, right? Yes, con trả lời. Which one? Jesus, Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn Chúa, cảm ơn con. And that's you. Wow, can you say it out loud? The what? The thief who said sorry. Tên trộm lầm đã xin lỗi và biết ăn năn sám hối. Wonderful. In the last ticket. What will you do during this Holy Week? Okay, yes. Be nice to your sister. Who is your sister? Jasmine? Where's Jasmine? You're already here, right? Right here. Chúng ta có mời các cháu sợ cô ta. Okay, we enter into the Holy Week and I would like you to do one thing very kind to God and to one another, okay? And then when we return, you're very lucky. You don't have class next Sunday or Saturday because of the Easter vigil. And then the following Saturday, that's the Divine Mercy. Are you be back on that Saturday or no? Yes? And then that's the 27th. And then after that you have May 4th and May 11th, only 3 more Sundays and we say goodbye to you. Yeah! May 11th is the last day. This year is amazing for you, you don't continue until June. That's the good news. So we miss you for 4 months. So what are you doing for the 4 months on the weekend? Sorry. Okay, try to do something nice and kind, then I will tell you more.